Và như vậy là hiệp một của đội của đội bóng Nam Ninh và cầu thủ của câu lạc bộ đá Bảo Yên Lào Cai đã được diễn ra. Để cho quý vị các bạn tiền theo dõi trận đấu này, chúng tôi xin giới thiệu đội hình thi đấu chính thức cũng như dự bị của cả hai đội bóng ở trong trận đấu hiện nay. Đứng trong khung thành của các cầu thủ câu lạc bộ đá Nam Ninh Bắc Quang, đó chính là vị trí của thủ môn Lộc Đức Mạnh, các cầu thủ số 8 Nguyễn Trung Tuân, số 7 Trương Việt Anh, số 16 Nguyễn Ngọc Thái, số 2 Nguyễn Việt Dũng, số 20 Nguyễn Ngọc Tùng, số 6 đó chính là Huỳnh Anh Trung và cầu thủ mang áo số 14 đó chính là vị trí của Phạm Đức Huy. Trong khi đó thì cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bảo Yên, đội bóng đến từ Lào Cai ở trong buổi trình hôm nay, họ cũng đang tự vào sân hình thi đấu, tôi nói là rất mạnh. Khi mà đứng trong khung thành của đội bóng này, đó chính là vị trí của họ. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn đang thi đấu, tôi nói là rất bài bản, không vào. Qua đáng tiếc cho cầu thủ của hai đội bóng ở trong tình huống đã qua. Chúng ta có rất nhiều những giải pháp tấn công, tuy nhiên thì không vì thế mà họ có thể dễ dàng tìm kiếm được bàn thắng. Như này là trong chúng vừa rồi thì cầu thủ của câu lạc bộ đá Nam Định đã có được bàn thắng. Để... một sơ thưa người thưa nói. Nền tảng thể lực là một trong điều rất quan trọng. Việt Dũng vẫn là cầu thủ của đội bóng Bảo Yên. Rất nhanh. Mặc dù khoảng cách một bàn nhiều về phía cầu thủ của đội bóng Nam Định là tối thiểu, nhưng cái đó đã không thể. Chỉ một phút giải lao để uống nước, sau đó chúng ta sẽ thi đấu tiếp. Và như vậy là hiệp 2 trận đấu này đã được bắt đầu. Trong đó tứ hùng Bắc Quang mở rộng năm 2019 là giải đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, tức là ngày 19 và 20, 21 tháng 4 năm 2019. Trong khoảng thời gian vừa qua, đó chính là điều mà cầu thủ của đội bóng này vẫn sẽ cần phải làm được rất nhiều. Cơ hội quá người không được. Được phát tài của Đinh Tùng. Anh Trung không thành công. 2-0 cho cầu thủ của đội bóng Nam Định. Cú ba anh Trung, Việt Dũng và Đinh Tùng đã có một pha vượt qua tường tạm giác, và bây giờ thì Đinh Tùng một lần nữa đã có bàn thắng để nhận lời trách nhiệm dành cho đội bóng của mình. Đinh Tùng cũng chính là tác giả của cả hai bàn thắng. Nỗ lực tối đa. Cơ hội. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ của đội bóng Bảo Yên. Đó là một hồi mã thương mà cầu thủ của đội bóng này đã có được. Thì bố băng lên rất nhanh của cầu thủ mang áo số 10 Đặng Tiến Dũng. Cầu thủ sinh năm 1987 là người đã có được bàn thắng đầu tiên dành cho các cầu thủ của đội bóng Bảo Yên Lào Cai tại giải đấu năm nay. Trong đó phần đá kênh sẽ thi đấu bình lạc trái thủ tấn công của đội bóng này. Đây là cầu thủ sinh năm 1990. Cơ hội và một phút. Như vậy là sau khi được bắn điểm của đội bóng tung vào sân, cầu thủ mang áo số 18 đó chính là Trần Văn Bình đã có một tình huống tung người để bắt bồ đề và làm tung lưới khung thành của thủ môn. Thay mặt cho ban lãnh đạo của đội bóng Bảo Yên sẽ có phần thưởng trị giá 1 triệu đồng cho cầu thủ đầu tiên có bàn thắng ở trận thi đấu khai mạc.
và phần thi đấu đã thuộc về Đinh Tùng của đội Hà Ninh. Ba tài trẻ cầu thủ của đội bóng Bảo Yên. Quá xuất sắc cho thắng vừa rồi khi mà cầu thủ của đội bóng này đã có được bàn thắng để nới rộng khoảng cách lên 2 bàn. Số bàn là nới rộng khoảng cách lên 1 bàn và cần vì ban nhân dân huyện Bắc Quang, phòng văn hóa thông tin huyện Bắc Quang, ban lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại du lịch Nam Định, đơn vị ban tài tổ chức và là đơn vị tài trợ chính cho trận đấu. Chúng ta còn có nhận được rất đông sự quan tâm của các nhà đồng hành với vai trò là những đơn vị đồng tài trợ cho mùa giải năm nay. Kèm theo đó thì chúng ta cũng đã đón nhận đó có chính là chuyền đá tiki taka mà cầu thủ của đội bóng Nam Định đã tạo ra. Hiệp ba của đội bóng đá Phúc Sơn, Dũng Bất Trung Chó và Huy Thủ Đô chính là ba cầu thủ đã tạo ra một tình huống đang xen giữa. Cho đến điểm này thì rất vinh dự cho ban tổ chức của giải khi chúng ta cũng đã đón nhận được sự có mặt của anh Thụ, đại diện cho xí nghiệp xây lắp chiến thắng cũng sẽ ủng hộ cho ban tổ chức giải với số tiền là 10 triệu đồng. Như vậy là cùng đó thì đội trọng tài cũng đã đổi vòi khép lại.